Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime China. Đô La Lục phần 2 có rất nhiều hồn thú trên 10 năm sinh sống. Các hồn thú dù mạnh mẽ thế nào ở các khu vực đất liền, nhưng khi nghe đến tên thần thú đế thiên đều phải khiếp sợ. Khi thần thú đế thiên không ai sẽ được qua các phần. Nó sống từ phần 1 đến phần 4 của Đô La Lục như thế nào? Ở lần bình luận này mọi người hãy cùng nhau xem về tất tần tật về con rồng đầu đen thần thú đế thiên. Thứ nhất, thông tin cơ bản về thần thú. Thần thú đế thiên tên thật là đế thiên. Ở phần 1 của Đấu La Lục nó không xuất hiện, bởi tác giả đường ra tam thiếu cho biết thần thú đế thiên trước đó ngủ say. Ở phần 2 khi thức tỉnh, thần thú đế thiên là 84 vạn năm. Trải qua thời gian đánh nhau ở phần 2 kết thúc, đi đến phần 3 thần thú đế thiên đã hơn 90 vạn năm. Ở phần 4 độ kiếp không thành công, đế thiên không đột phá 100 vạn năm. Bản thể chính của thần thú đế thiên chính là một con rồng đen. Vũ khí nó sử dụng là được Long Thần để lại, có tên là Long Thần Cháo. Thứ hai, quá trình phát triển của thần thú đế thiên. Thần thú đế thiên ở phần 1 ngủ say không tỉnh dậy, kể cả Thái Thản Cự Viên và Thanh Thiên Yêu Mãng bị giết chết cũng không biết. Ở phần 2, thần thú đế thiên chiếm lấy trung tâm của rừng tinh đấu đại sâm lâm. Nó ở nơi này là để bảo vệ cho Ngân Long Vương đang trị thương, kèm theo bảo kê hồn thú khỏi bị con người săn bắt lấy hồn hoàn quá nhiều. Kể cả Paula 98 cấp và 99 cũng chưa chắc bắt được thần thú đế thiên. Với dòng máu mang trong người là thần thú Hắc Long Vương, nó tu luyện nhanh gấp mấy lần so với hồn thú thông thường. Dĩ nhiên để vượt qua được các kiếp nạn tu vi, đế thiên cũng khá may mắn. Nhờ có sinh mệnh chi luyến trong hồ sinh mệnh và vũ khí Long Thần Cháo, trở thành thần thú đứng đầu trong Đấu La Hải Lục. Với sức mạnh đến từ Long Tộc, đế thiên đã dung hợp thành công hồn hạch song âm dương, nên tất cả các hồn thú dưới đại lục mạnh thế nào không phải là đối thủ của đế thiên. Ngoài ra, thần thú đế thiên còn trợ giúp Hắc Bảo vượt qua các khảo nghiệm trở thành thần. Nói chung, để hiểu rõ được thần thú đế thiên chính là cầu nối giữa con người và hồn thú. Nó đứng ở vị trí trung lập, không giết người giết hồn thú, nhưng lại giết ta hồn sư để bảo vệ con người cũng như hồn thú. Sau khi kết thúc phần 2 với sự phát triển công nghệ hồn linh, sang phần 3 của Đấu La Lục có sự phát triển mới. Hồn linh bây giờ có thể nhân tạo. Lúc này Ngân Long Vương chính thức trị thương hoàn toàn, nó đã hóa thành con người để tìm cách đánh bại con người lấy lại nơi sinh sống. Bây giờ thần thú đế thiên đi theo trợ giúp Ngân Long Vương. Ở phần 3, đế thiên đã trở nên hung tàn do con người bắt rất nhiều hồn thú nghiên cứu hồn linh nhân tạo, khiến rừng tinh đấu đại sâm lâm hầu như bị phá hủy hoàn toàn. Đế thiên còn muốn giết cả con trai Đường Tam và Tiểu Vũ, chính là Đường Vũ Lân. Tuy nhiên nhờ có Ngân Long Vương ngăn cản đế thiên nên Đường Vũ Lân mới có thể sống sót. Về cuối, Ngân Long Vương đã hy sinh cơ thể mình để gìn giữ hòa bình giữa con người và hồn thú. Hồn thú được hồi sinh một số chủng loài bị tuyệt chủng, do đó mà đế thiên chuyển qua phần 4 của Đấu La Lục đã đột phá gần 100 vạn năm. Bây giờ khoa học phát triển đã qua tầm hiểu biết của con người, hồn thú đã được mang đến một hành tinh khác sinh sống. Tuy nhiên trong quá trình đột phá trở thành thần thú, đế thiên đã thất bại 100 vạn năm. Nó đành phong ấn sức mạnh vào người Lam Hiền Vũ, chờ giúp Lam Hiền Vũ trở thành Long Thần, kèm theo xây dựng lại thần giới. Vì thần giới này đã bị phá hủy biến mất bởi trận chiến chư thần. Cảm ơn anh em đã xem hết video.